Rồi em chào anh em buổi sáng nha. Thì hôm nay em nhận được hợp đồng này, máy này đi Nam Định nha anh em. Thì máy cũng máy chạy đẹp, máy đẹp á. Thì máy đẹp bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng cho khách ha. DC70G Bluetooth cũng đời cao lắm á. Tổng quan máy thì như thế này, thì em sẽ bắt đầu tiến hành mở ra hết, làm bảo dưỡng toàn phần cho khách luôn, từ A đến Z luôn ha. Rồi tiếp tục ngày hôm nay của máy này là em mở hộp số ra làm bảo dưỡng miễn phí cho khách ha. Máy thì em mở ra về chuẩn bị làm vệ sinh. Rồi đây là những cái phụ tùng em chuẩn bị thay vô cho cái hộp số máy này nha anh em. Đó, em đang rá vô ha, chút em thay mới cho khách luôn. Đạn nhông đồ đủ hết luôn ha. Rồi hôm nay thì máy này em chuẩn bị gắp hộp số. Mấy cái phần này là thay nóc mới luôn nha anh em. Rồi máy DC-BBG này nay gần xong rồi nha. Đó, em đã làm xong cũng gần hoàn chỉnh rồi đó. 70G lút cho hết tem G rồi, em dán đỡ tem 70 lút thường nha. Rồi máy này em đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục kiểm tra rồi ha. Bây giờ là nó mới tinh luôn rồi, chỉ có chờ giao thôi. Hồ sơ hải quan là dán sẵn hết trơn rồi ha. Máy bên em là máy nhập khẩu không nha, thì có giấy tờ đầy đủ anh em yên tâm. Rồi chào quý anh chị khách hàng nha. Thì bây giờ sáng sớm em chuẩn bị lên máy về Nam Định nha. Một con DC-70G Lut ha. Rồi giờ em chuẩn bị sang xe qua xe ba chân nha. Thì mà xe đó là có sẵn nha anh em. Rồi an toàn luôn. Cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.